Nếu như quý vị đang có sẵn dòng tài chính 8 tỷ và đặc biệt là quý vị đang ở Hà Nội và tất cả các thành phố lớn. Quại cho con hỏi là ở đây bây giờ quại bao nhiêu tuổi rồi nè? 80 chẳng. Quại 80 tuổi rồi. Mà quại quán khỏe. Bây giờ nếu như mà có một sự lựa chọn khác là quại có đi một cái nơi khác mà để ở không? Cũng không có ý định đó. Mình đâu có thời, đâu có điều kiện. Dạ. Đâu có điều kiện để mà rời đi. Ở đây là khí hậu môi trường đồ đúng như thế nào? Và con thấy quại 80 tuổi rồi mà quại vẫn đi lại bình thường. Nhiều người lớn tuổi tôi người ta cũng khỏe. Dạ. Ở khu vực này nè, nhiều người gần 90 tuổi, 80. Dạ. À, nếu như mà quý vị mà giống như là mình tìm một căn nhà mà gần biển mà để cho mình giữ cái sức khỏe. Đó, giống như quại ở đây 80 tuổi rồi mà vẫn đi vòng vòng ở đây chơi rồi. Đi ra chợ nữa kìa. Dạ, ô đi chợ nữa. Nhưng mà con chuyện không có thôi. Dạ, chuyện gì quại? Tự mình cặp bồ ta chơi nhà. Dạ. Dạ, rồi. Quại đi chợ là quại đi bộ hay đi xe đạp? Sắm mới mình nè. À, là cũng gần đây mới đi mấy bước qua. Đi dạ. Xe đạp cũng được. Dạ. Nhưng mà rồi. Đi chơi gần nhà mà. Dạ. Đồ sách nặng mất thì đi xích lô về. Dạ. Trời ơi, ôi, con chúc hoài là thật nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ. Hoài chỉ cần bén căn nhà kế bên đây là hoài sẽ có tiền rất là nhiều. Nếu như quý vị đang có sẵn dòng tài chính 8 tỷ và đặc biệt là quý vị đang ở Hà Nội và tất cả các thành phố lớn mà sở hữu cho mình căn nhà trong hẻm hóc và mua ô tô cũng không vào được thì đây là một căn nhà em Hưng muốn giới thiệu tại thành phố biển Nha Trang nằm trên trục đường Mạc Đĩnh Chi. Đây căn nhà với diện tích 56,8m² mới sơn sửa lại hoàn toàn với giá là 8 tỷ. À, nếu như mà quý vị sở hữu cho mình 8 tỷ thì vị trí căn nhà này nó có phù hợp hay không? Tại đây thì mình sẽ di chuyển ra tới biển thì tầm chưa tới 3 km. À, nên là đây cũng là một cái sự lựa chọn nằm trong cái khu bàn cờ tại thành phố biển Nha Trang nha quý vị. À, đặc biệt cái khu bàn cờ này hình thành là quý vị cũng đã biết rồi, rất là lâu rồi nha quý vị. Và hiện tại ở đây thì có các tuyến đường song song với nhau, đường lớn và đường nhỏ. Thì hiện tại đường Mạc Đĩnh Chi đây cũng là một con đường cũng rất là lớn nha. Nó cũng sẽ là song song với lại đường Ngô Gia Tự thì nó không lớn bằng đường Ngô Gia Tự. À, hiện tại con đường này á, là kinh doanh hầu như là cà phê hoặc các công ty. À, và cái con đường này cũng được xem là cái con đường mà với giá cả là dao động từ 130 đến 160 triệu một mét vuông. Thì theo như quý vị đang có sẵn dòng tài chính 8 tỷ. Mình có lựa chọn tại vị trí ở đây hay không? Hầu như là các quý vị đang là Hà Nội luôn lựa chọn cho mình những cái căn nhà mà nằm tại trung tâm khu bàn cờ của Nha Trang để mà đi tắm biển. Đây cũng là một cái sự lựa chọn và đường ô tô thông thoáng nữa. Đó. Thì em Hưng nói ở đây thì ở đây mình sẽ có những cái tuyến đường mà kết nối thông nhau và cái tiện ích sử dụng ở đây cũng rất là nhiều. À, nằm trong khu bàn cờ tại thành phố biển Nha Trang mà quý vị, đặc biệt là tiện ích không có thiếu cái gì hết. À, nếu như quý vị mà đang có sẵn dòng tài chính mà tầm khoảng là 8 tỷ gì đó, mình có thể mua căn nhà mình ở. Và hiện tại theo như em Hưng đánh giá nha, thị trường trung tâm bàn cờ của thành phố biển Nha Trang hiện tại bây giờ đang là đứng lại, giá cả nó không dao động lên. Vì sao ạ? Vì nó cũng sẽ ảnh hưởng tác động với lại cái du lịch. Thì hiện tại trước kia là du lịch Nha Trang đều là phân khúc cho khách Nga và khách Trung Quốc. Thì hiện tại với tình hình 2-3 năm về rồi thì quý vị cũng đã biết là giữa Nga và Ukraine. Đó thì nó kéo theo cái hệ lụy du lịch tại thành phố biển Nha Trang. Thì đây là cái khu bàn cờ hiện tại là rất là ít khách du lịch mà tập trung. Hầu như là ven biển không thôi, các căn hộ chung cư là hầu như là có giá trị hơn. À, và em Hưng đang có một cái khu gọi đó là khu kinh tế mới tại thành phố biển Nha Trang, đó là khu Phước Hải, khu Phước Long VCN. Đó là một cái khu mà trong khu đô thị hiện tại đang được nổi nhất tại thành phố biển Nha Trang hiện tại bây giờ.
và lượng khách du lịch thuê ở tại đó là đặc biệt toàn là du khách Hàn Quốc nha quý vị. Nên là giá trị bất động sản ở đó nó tăng rất là nhanh. À, vừa rồi là hiện tại cái con đường chính nhất là con đường Thích Quảng Đức, mới cách đây 2-3 năm về trước thôi mà giá của nó từ là 50 triệu đến 60 triệu, và hiện tại bây giờ quý vị cũng đã biết là từ 80 triệu đến 100 triệu trong vòng 2-3 năm vừa rồi mà tăng lên gần gấp đôi. Và hiện tại thị trường trung tâm khu Bàn Cờ này là đang nằm yên giá, có thể là nhích hơn một chút xíu là 5-10%. Mà hiện tại bây giờ theo như em Hưng đánh giá, nếu như khu vực ở đây mà với lượng mà du lịch mà du khách không đổ về nhiều thì chắc chắn cái lượng mà tiềm năng sẽ là nằm trong khu đô thị mới, và ở đây sẽ là dành cho quý vị mà ở với nhu cầu ở kinh doanh thì cũng là ít lại, và hầu như là đa phần tập trung vào gần biển, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Trần Phú. Đó, đây là một cái mà em Hưng phân tích để cho quý vị xem. Nếu như mà quý vị cảm thấy nó chưa hợp lý hay là chưa phù hợp gì đó, có thể lại bình luận, mình trao đổi và tương tác với nhau. Đó, còn nếu như căn nhà này có phù hợp thì quý vị cứ liên hệ cho em Hưng theo số điện thoại trên màn hình để mình tới đây mình xem trực tiếp. Điều đặc biệt là em Hưng không đứng quảng giữa giá, và thứ hai là không giấu địa chỉ căn nhà. Hiện tại địa chỉ căn nhà mới làm nên là không có, thì nó nằm sát bên là 15A. Thì căn nhà này là 15. Đó, và đặc biệt là không đứng quảng giữa giá và cho làm việc trực tiếp với lại chính chủ. Nếu như quý vị quan tâm cứ liên hệ cho em Hưng đến đi xem nhé.